Rồi, ok, xin chào tất cả các bạn. Mình là Lâm Bách Hợp, rất vui được gặp lại các bạn trong video ngày hôm nay ha. Thì hôm nay chúng ta cùng nhau chơi cái con Draw Up Man này tiếp. Thì bình minh của nhân loại thôi. Lần trước hôm qua là mình đã chơi huấn luyện xong rồi. Bữa nay mình vô mình new game mình chơi thử. Hy vọng là mình sẽ mình sống sót được khoảng mấy tiếng đồng hồ nha. Chứ mình lo quá, cái game này nó hơi khó chơi xíu. Nó còn có khá nhiều thứ, là cái này là free play nè, cái này thì hình như là chỉ đơn giản là làm phải mở, nó còn nhiều khu vực chúng ta chơi nữa cơ. Cái này là chắc là lên thì đồ sắt rồi nó mới chịu. Cái này thì mình không biết là cái gì, cái này là thử thách rồi. Thử thách này là nó còn có cái này lên thẳng là đồ sắt, này là ở thời đồ đá hả? Nhưng mà khoan, chơi cái này trước đi rồi tính tiếp các bạn. Rồi, cái vùng đất này nó tên là cái gì đây? Ủa, à còn có lửa điểm xuất phát nữa hả? Ây chà chà, ây chà chà. Không biết là địa điểm này là chỗ nào nhỉ? Nó chỉ biết đây là điểm 12.000 năm trước. Cái này là ở châu Âu các bạn, 12.000 năm trước ở châu Âu, không rõ là ở khu vực nào. Rồi, cũng được. Để coi nào, nó gì thôi, normal đi. Cái này là normal là không có gì hết luôn, phải tự xây. Còn cái này đã định cư rồi hả? Rồi, ok. Cái khu định cư này nó sẽ tên là, theo tên một người bạn của mình đi, là Okada. Để coi nào, khoan khoan khoan, khoan. Cái này họ Hanabira. Rồi, ok. Rồi để coi nào, cái này là gần hồ, cái này là cũng là, cái này là hồ mà ở trên núi. Cái này là bộ lạc chúng ta đang ở ven hay mà ở cái thượng nguồn của con sông. Cái này cũng là ở thượng nguồn, cái này là ở hạ nguồn mà gần cửa sông ra biển. Thôi, theo quan điểm của mình thì mình nên ở đây các bạn, mình ở cái chỗ rồi cách xa những cái chỗ khác cho nó chắc ăn. Tại vì đơn giản là mình ở gần những cái bộ lạc khác quá đó, rất là dễ có xung đột về sau. Cho nên là ở xa trước đi, thà là ở xa mình hơi kém phát triển một chút. Nhưng mà nhìn vô là mình, nó muốn đánh mình cũng rất là khó, trừ khi là nó phải huy động được một cái lực lượng lớn vận tải hậu cần đi sao, chưa kể là nó phải vượt sông này nọ kia, cũng vốn cũng phải việc dễ dàng gì. Rồi, ok, hy vọng là mình sống được khoảng 2 tiếng nha. Mình thì mình không rõ là mình sẽ sống được bao lâu, bây giờ mình tránh đi cái tầm một tập video nó quá dài các bạn xem nó chán á. Thì mình nghĩ là một tập của video này mình sẽ làm khoảng 40 phút thôi nha. Tại cái game này nó có khá nhiều cái thứ phải làm, mà các bạn theo dõi mình chơi là nó cũng hơi nặng đầu, nó còn nặng đầu hơn cả con Tour World cơ. Tour World chỉ lo kiếm tiền thôi, rồi quản lý xây dựng, còn cái này là nó một đống tài nguyên mà mình nhìn vô là mình rối cái não mình luôn á, mình nói thiệt các bạn. Rồi, nói chung là định cư đi chứ vừa vô mà không có nhà cửa gì lúc đó phải lo xây nhà xây cửa nữa. Hôm qua là tại vì làm tới cái nào thì nó mở cái đó nha, còn bữa nay là mình đảm bảo các bạn là mình ngọt luôn á. Ok, chứ là map này tôi nói nặng, tại map của cái game này mình để ý là nó rộng lắm các bạn, nó không phải là cái map mà nó nhỏ đâu, thành ra nó load là hơi lâu, cũng dễ hiểu thôi. Rồi, vô được rồi, khung hình thì vẫn đang ổn định. Rồi, xong, từ từ từ. Bây giờ thì để xem coi cái nút nào để chụp hình lại ta, không phải cái này. Trời ơi nhiều quá. À đây đây đây, để chụp hình lại đó. Rồi bây giờ thì để xem nào, cái này là xây dựng đúng không, cái này là để mình thiết lập khu vực làm việc đúng không. Rồi bây giờ làm sao đi kiếm chỗ nào có cây để lụm đây, hôm qua nó đưa mình vô cái chỗ thoải mái. À đây, đây đây đây, chỗ này lụm được nè. À đây, đây có cây, có cây rồi, nó hơi xa xíu nhưng mà ok không sao. Rồi đá thì hình như cũng ngay đây luôn phải, đây cho nó gần nhau hết đi, bà con làm việc gần nhau cho nó chắc cú, không cần phải nhiều. Săn bắn thì thôi, cái này là hái lụm mà.
Ở đây có chỗ hái lụm luôn nè, ngon. Cái này là cái gì đây? À lấy đá về khoan á, đông qua cái đó chưa có luyện. Cái này là cá hả? Mình chỗ này có cá không? Thôi khoan đi. Vụ cá này là khoan. Săn thú cũng khoan. Chưa chặt cây được, chưa có đi lụm cây về thôi. Rồi tạm thời nhiêu đây thôi. Rồi nhà mình có một cái lều để khoan 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 để mình nhìn lại coi. Cái lều này là cái lều ráp đúng không? Rồi. Ba cái này đi, ba cái này luôn. Rồi xong. Nhà cửa thì giờ có cái gì? Có thêm nhà thôi mà dân dân cũng có thì cũng không xây nhà. Cái này hình như là cái tổng kho hay sao ấy. Rồi ok, xây cái kho lên đi. Năm qua nó có dặn mình xây cái kho mà. Cái này là sản xuất hả? Cái này thì có rồi, cái này là cái cracker là có rồi, cái này là cái da đi săn đã. Còn cái này là cái gì đây? Hả? Cái gì ghê thế này? Ơi về. Cái này chắc ba cái biểu tượng gì đó để dạng như dọa ma hay cái gì đó thôi. Từ từ từ, từ cái này chưa cần, chưa cần. Rồi ok, tạm thời giờ nó như vậy rồi, ấn số 4 nào chạy. Ủa là lộn nút. Rồi vô. À quên. Phải bấm cho bao nhiêu người làm chứ. Rồi cái này thì hai người làm. Cái này hai người luôn. Cái này hai người nữa. Rồi xong. Vậy là một người ở nhà lo ráp với lại lo xây dựng là được rồi. Chưa săn thú chưa gì nha. Cái này nó đang báo là mùa mùa xuân à, ngon. Rồi hình như là mình phải cũng phải cần với gia thú đấy. Rồi cố lên. Đang làm rồi. Trời mưa, trời mưa. Đi hơi xa nhưng mà không sao. Thiếu 4 miếng da à, phải đi săn cơ. Không 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 đi săn là không được. Rồi. Có con nào để săn không trời? Có con nào dễ dễ săn tí. Không dám săn mấy con khó khó lúc đầu đâu. Nè. Rồi. Tốt, săn nó đi. Nhả táp ra, cũng may là mình nhớ nút. Mình bị thiếu da rồi, tại nên cái này nó mới xây không xong nữa nè. Cái này gần giống Tropico, thành ra cũng tương đối. Hết đá rồi các bạn. Số lượng đá là có giới hạn hả? Kiếm chỗ khác có đá nào. À thú ở đây tương đối nhiều mà từ từ đã. Nãy mình chỗ nào có đá ta? À đây phải đi xa hơn chút rồi. Đây chỗ này nhiều đá lắm. Mà chỉ cần một người đi lấy thôi, giờ cần da. Xong là không nào nó xây hết trơn trời. Coi nào. À chắc nhân sự của mình bị quá tải rồi.
chắc ấn vô cái này để kêu nó tập trung nó xây dựng quá. Chứ mà nó lo làm mấy cái kia không. Khoan đã, khoan đã. Chà. Cái này bớt một người lại đi. Cái này cũng vậy. Bớt một người ra đi để có người đi xây dựng. Đây, thêm một con thú được sao bị săn nữa đi. Rồi, ok, cố lên anh em. Mình chỉ mới có da nguyên liệu thôi, phải xây cái làm da cơ. Trời ơi, cái game này đúng là khó khăn thật, nhưng mà chính vì vậy nó tạo ra thử thách các bạn. Cái này tạm thời khoan để ý tới nó. Quên, phải xây cái này. Đây. Cái Raptor thì không cần. Đây. À rồi, công nghệ nâng cấp được rồi. Nâng cấp cái gì, cái này là cái gì ta? À cái này là để biết bắn cung, biết làm cung hả? À, cái này ngon. Cái này là cái gì đây? Cái này là để biết làm da xịn hơn. Cái này là nâng cấp rồi. Cái này, à không, cái này chưa nâng cấp. Cái này là cái gì đây? À làm đồ bằng xương. Còn cái này là chúng ta biết phơi khô thức ăn. Cái này quan trọng, qua để dặn cái này đầu tiên nè. Đúng rồi, giờ mới hiểu. Mình cầm đèn chạy trước ô tô nữa rồi. Rồi đây có cái này nè, mới phơi thịt đồ lên được. Thôi thịt nó hư. Rồi, tốt, xin lỗi. Đây, thêm một cái liều nữa. Rồi đây, chúng ta phải xây lều để đón thêm người. À, bây giờ nó mới làm da được nè. Bé nói nãy giờ sao nó thiếu cái này thiếu cái kia hoài. Rồi xong. Mình đang mới có đang thiếu nhân sự lắm. Từ cố lên. Thiếu gỗ các bạn. Tại cái chỗ nhặt nó hơi xa đây nè. Thức ăn thì yên tâm rồi. Tại giờ mình đang không đi bắt cá mà mình chỉ mới làm cái này thôi. Đây. Rồi ok, giờ chắc mới đem thịt ra phơi được nè, nãy đi săn hơi sớm. Chắc nãy giờ nó hư hết mớ thịt của mình rồi. Ok. Còn cái gì là treo được 2 miếng da nha các bạn. Qua tới mùa thu rồi, chết màu. Tích đồ ăn không đủ là chết đấy. Tại phải có cái kho. Cố lên. Đây có kho rồi, hay. Đây. Tạo ra thêm đồ đi cho nó chắc ăn.
Và bây giờ tạm ngưng chậm lại để mình coi có con thú nào ở đây không. Mình săn một con nữa cho nó đủ da đi dùng. À đây là cây hả? À đây, con này được nè. Săn đi anh em. Săn con dễ thôi, đừng săn con khó. Chỗ này đang tập kết gỗ về rồi. Cái này là cái bếp lò để ăn. Đây là không biết có con ma nào nó tới nó ở với mình hay không. Mình xây không có người ở nữa là dở. Rồi có trái cây có đồ ở đây rồi cũng đỡ cho mình. Rồi ok đúng rồi cứ lụm về đi. Nhà thì được có nhiêu đây thôi. À cái chỗ này là chỗ tập kết đá hả? Rồi để xây luôn. Đây là mấy cái này là của chung bộ lạc thì mình để như vậy. Cái này là cái chỗ để gỗ thì mình làm rồi, mình có sẵn rồi. Nhà thì mới có nhà này thôi. Cái này là công trình sản xuất nè. Rồi tiếp tục. Cái gì đây? Hết đồ ăn hả? Chết màu hết thật à? Chà không đi bắt cá là dở rồi. Ý là phải... à, đúng rồi có con này đây nè, lại săn nó đi. Đói thì đi săn mà ăn chứ. Nó đói thì nó sẽ không chịu làm việc hay sao ấy. Vì đây có một, chúng ta đang hết nước. Có một con sư tử nó đang đánh nhau với mình hả? À hay. Có một ông trader tới, à chắc là người của bộ lạc khác. À ra là thế. Ông này ổng muốn cái gì? Ổng có bán đồ ăn không? Mình đang cần đồ ăn. Để coi là cái này là cái gì mới được. Cái này thì mình chưa biết. Da, xương. Hay là để mình mua da của ổng đi. Mình nghĩ là mình sẽ cần rất nhiều da đó. Đổi lại cho ông ấy là cái này của mình, đồ mình chế mà. Đổi cho ổng luôn đi, tiếc chi. Rồi ta đang hết thức ăn thì cũng phải thôi. À hay quá hay quá. Rồi cái này là cái gì? Nhưng mà cái này là để làm gì mới được? Hôm qua nó không chỉ mình cái này. Chết màu chọt vô là nó mua nó tự nó học luôn hả? Chết tôi cái gì đây? À quần áo, thức ăn chúng ta đang hường hết. À cái này là để chôn người chết hả? Rồi từ từ đợi xíu. À đây. Nên có cái này cho bộ lạc. Rồi để nó xa ra chút xíu. Rồi xong. Gỗ thì có vẻ như đầy rồi. Ở trên kia nó có đi hái hay không vậy? Này còn hái được không? À hái phải có mùa nữa. À này người của mình. Rồi khoan, vậy có con gì để săn không? Bấm tab lên để nhìn này cứ như là
đang chơi game sát thủ ấy, Assassin's Creed. Mà sao không có con thú nào vậy? À, không có rồi, thôi tôi đi đánh cá. Không không có cái tool à, cái này là để đi làm đồ đánh cá, nãy mình bán hết rồi nè. Giờ còn nhiều đồ lắm nhưng mà không có cái nào ăn được hết. Từ từ làm. Để nhìn coi có chỗ nào để hái thức ăn hay cái gì hay không. Con gấu thì săn nó là nguy hiểm. Mấy con thú săn nó tận bên này cơ, đi tìm về xa lắm đó. Rồi để đi bắt nó đi. Như hết đồ ăn rồi. Nhìn thử coi. Cá thì nhiều lắm, cá là có thể hái, có thể bắt được dễ. Mình để một cái bắt cá ở đây mới được. Nãy tại mình nghĩ là đi cái kia được rồi, không cần phải ủa? Tới mùa đông là không đánh cá được hay sao? À phải đứng ở đây đứng trên bờ. Rồi, ok. Rồi hai đứa ra đây đánh cá giùm đi. Nãy giờ chưa ai tới định cư hết, xây nhà hơi sớm. Này là sao ta? Thì sai cồ đương nhiên không được. Đây có thịt rồi. Rồi cố lên nào. Đây nó thiếu thiếu cái gì? À thiếu đá này á. Mình phải đập đá. Từ nào. Hôm qua nó chỉ nhưng mà vấn đề là ta không có biết làm. Rồi đây, ở đây có đá nè đúng không? Rồi lên đập. Đây là đập bằng cái gì thì mình không biết. À có hai người tới ở rồi, tuyệt vời. Từ từ để đưa về cái này đó, lần này không bấm bậy nữa. Bấm từ từ thôi. Ở đây là mình lấy cái công cụ rồi đi, cái này quan trọng. Rồi đây mình có thể ráp được đồ mới rồi, cái này là đồ bằng xương rồi nè. Nó sẽ có chất lượng cao hơn. Đây, tốt. Da thì nó để làm quần áo vậy đó, biết rồi. Này nó vẫn đang trong quá trình nó phơi. Thức ăn thì giờ cũng đang khá là hạn chế. Con gấu này săn luôn, sợ gì nó. Anh em nhào vô. Dám chơi không? Vẻ như là mình không phải là bấm vô là nó làm đâu các bạn. À, bỏ qua đi. Mình hơi liều. Hoặc là muốn thì phải huy động nhiều người săn mới được chứ, một người săn được. À, thôi cả đống cá đây rồi, săn làm cái gì? Bỏ qua đi. À rồi.
sao nó hái là nó phải à cái mỗi loại trái cây là phải hái đúng mùa nữa cơ. Trời ơi là trời. Cái này là hái là cũng phải đợi mùa hè. Như mùa hè nó mới cho hái các bạn. Cái này là mùa mùa đông hả? Này nó báo thiếu đá, à, vẫn còn thiếu đá. Rồi ok không sao. Đồ ăn mình giờ đảm bảo rồi. Muốn săn con gấu thì chắc là phải huy động nhiều người. À, vô mình chọn 4 người này đi. Con gấu rồi. À, phải bấm lên cái này lên để nhìn nè. Cái này là cái gì? À đây là mỏ rồi. Hơi khó. Cái này hái được không ta? À cũng là cái này. Cái này là cũng phải đợi mùa hè. Cái này mình đang mùa xuân nó chưa cho hái rồi phải nhớ mùa. Mà thôi cá quá trời là cá rồi. Có điều giờ mình sẽ thiếu da nếu mình không chịu đi săn. Chẳng qua da nãy mình nhập khẩu nhiều quá cho nên nó là nó mới không thiếu thôi. Cây này hái được không ta? Chưa được. À, vậy khoan mình sẽ phải chống nhiều cái chỗ để mình nhắc dân mình nó hái lắm. Đây là ví dụ đây có chỗ hái nè đúng không? Rồi tốt. Đó ví dụ để vậy nè cho nó nhớ. Chứ mình làm sao mình nhớ chỗ nào có để mà mình cứ phải đi nhắc nó hái hoài được. Rồi chỗ này cá thì thừa ra rồi, thoải mái, bộ lạc không lo thiếu ăn. Giờ chỉ có thiếu da đồ để xài thôi. Để coi nào. Vẫn đang chế đồ. Cái này là để à này giống như dao để thu hoạch rồi các bạn. Mình phải làm cái này nữa. Rồi. Rồi mọi thứ làm chút. Rồi anh em đâu? Xúc nó nguyên làng ra chơi, con gấu này cũng không có tuổi. Ha canh nãy giờ nha. Ngon, da với lại thịt nhiều lắm, tha hồ tha hồ. Ồ, săn con gấu cái kinh nghiệm lên liền. Rồi rất tốt. Ta lại tăng cấp được cái công cụ của ta lên rồi. Ơi, bảo tới, bảo tới. Rồi, khoan đã, khoan đã. Mình phải xây thêm một cái này các bạn. Thôi là dân mình đói đấy. Cái da thì tại không có nhiều lắm cho nên là để như vậy thì cũng tạm đủ dùng. Dân thì nó đang không tăng, người ta cũng không thể nào đòi hỏi nhiều hơn được. À cái ông thương nhân ổng lại tới à. Rồi ông này ổng muốn gì? À nhấp vô. Rồi ông này ổng đem tới rất là nhiều thứ. Cái này là cái gì đây? Ổng đem tới rất nhiều thứ. Giờ đồ ăn thì không thiếu rồi. Mình lấy mấy miếng da thôi. Gỗ thì không cần.
Đây, lấy mấy miếng dài đi. Rồi 38 hả? Rồi xong, cây này của mình nhiều. Rồi đổi cho ổng đi, tại cái gì mình cần thì mình nên lấy. Cái kho của mình chưa đầy nên ra thoải mái. Rồi dụng cụ. Rồi xong. Rồi thoải mái luôn. Đây là xây xong rồi đúng không? Nãy giờ mình làm nhiệt tình quá cho nên là để coi nào. À nó có để sẵn đồ trong nhà để nó dùng luôn cơ. Nhưng mà cái này cái này nó mới là cái tổng kho nè. À rồi ok, vậy cũng tốt. Nà kêu dân mình nó ra đây nó thu về. Có thể bấm về cũng được. Đây. Đá nè, tại thiếu nè, ra là ví dụ như chết không có chỗ chôn mà cũng rất là phiền. Rồi. Còn một cái gì đó nữa nào. Cái này nãy là mình chưa để vô luôn đi. Đây. Ngày xây không biết tốn gì, tốn xương, tốn da, tốn cái cây gỗ à. À cũng được. Nó ghi là mình không có cái pick hả? À là cái này chưa làm, cái này chưa làm được. Rồi xong, không sao, không sao. Rồi ok, có mộ, có đồ rồi. Ô, kho mình sắp đầy rồi, mừng quá. Cứ sợ là túng thiếu cái gì đó. Ở à, đây có mấy món đồ xịn này rồi thì không sợ nữa. À đây rồi, lại lên được công nghệ rồi các bạn ngon. Coi giờ tới cái gì nào. Chắc là chắc là tới cái làm da này rồi. Tại mình không đề cao cái vụ mà nuôi thú lắm, mình ra từ từ. Chắc phải học hết cái bản này nó mới cho qua giai đoạn tiếp theo các bạn. Giờ thì mình có cái này rồi đúng không? À cái ủa cái này bèo hơn mà. À này là like. Cái này áo, cái này áo ấm. Còn cái này là à cái không hiểu lắm nha. Cái này để làm cái gì vậy? Rồi thôi kệ nó không sao. Từ từ từ. Tổng kho của mình đang đầy rồi, khoan khoan xây thêm một cái kho nữa nhanh. Hả à, ở đâu? Qua. Wow. Không kịp quan sát các bạn. À, xây thêm một kho nữa đã. Đây hai cái kho nó nằm kế bên nhau luôn. Kho thì nó đòi da với lại đòi que thôi thì dễ. Có cái này rồi cũng đỡ. Trên mồ hết đồ ăn rồi. Đây ra mà xử nó. À đây là cây này thu hoạch được nè, hay. Nó đang buồn ngủ. Này thì nó đang bất, nó đang không hạnh phúc vậy. À tinh thần nó đang xuống. Coi nào. Đây cái này thu hoạch được nè, đi thu hoạch đi về đi. À mình chặt cây được rồi các bạn. Hai. Mình từ đi hái trái cây đã, tội giả gì phải chặt. Nhả ra, nhả ra.
có đứa nó đứa tới đây nó cầu nguyện là tốt rồi. Rồi đá hiện giờ mình đang dư rất nhiều, gỗ thì mới không thêm mới thiếu thôi. Rồi. Ok, lụm cái này có 2. Cái này chỉnh lại 1 đi. Rồi xong. 153 bằng à cái mức độ làm việc á mà. À tại mình bắt nó đi nhặt đá về nhiều quá nè. Đây từ từ. À, nói vô là mình không phải là một tù trưởng giỏi các bạn. Nhưng mà ít nhất bộ lạc của mình chưa bị diệt tới giờ là ngon rồi. Rồi xong hên quá có một cái kho nữa rồi. Ủa buồn ngủ rồi đi ngủ đi chứ mình lại phải kêu đi ngủ nữa. Đây giống như à rồi đó ta chịu đi ngủ rồi mừng quá. Rồi báo vậy là à tới cái lúc phải sửa chữa. À, mấy cái liều nó sẽ hư nữa nha. Ây da. Ông này mồ rau đang thấp rồi, chắc là khấn cái giái đồ chắc là mồ rau lên nữa. À, rồi 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 ok nhu cầu tôn giáo tâm linh các bạn. Hiểu rồi hiểu rồi. Rồi à, vậy phải xây thêm một cây này nữa thôi. Hiểu rồi hiểu rồi. Cái này xây lên để đáp ứng nhu cầu tôn giáo tâm linh của mọi người các bạn ạ. Rồi. Mấy con thú mà nó cứ chạy lung tung nhiều lúc không biết nó ở đâu để mà mình ra lệnh cho quân mình bên dân mình đánh đây. Con này ở xa quá mình hơi ngại. Thôi bỏ qua đi. Rồi, ok. Có kho, có bãi chứa rồi thành ra yên tâm. Nếu mốt xây nhà nhiều là mệt lắm nha. Khoan cái này hái được không? À, chưa tới mùa hái hả? À, qua mùa thu rồi. Ấn cái nút này lên để đi kiếm nữa nào. Ồ, nó cho nhiều. À, hết mùa hái cái này rồi. Cái này mùa... À nó đòi hỏi phải có kỹ thuật hái nữa hả? Cái gì đây? À hay. Có con cho làng mình đi săn rồi này. Hay. Nhưng là có cái là nó đòi hỏi là dạng mình phải có công nghệ nữa cơ. Chứ không phải là muốn hái là hái đâu. Chà game phức tạp thế. Thôi mà nhờ vậy mà nó làm cho thấy cuộc sống ở thời dạng nguyên thủy là nó khó khăn đến mức nào. Không phải muốn làm cái gì cũng được, tại nó đòi hỏi là tất cả là phải có công nghệ cả. Que. Rồi hay. Sách nó về. Nó vô tới tận đây luôn là nó dở rồi. Thằng nước thì ra sông uống rồi đúng không? Mọi thứ đơn giản. Rồi đó đúng rồi. Dân làng làm việc rất tốt. Rồi 10 xương nó lại lên nữa. Rồi đây cứ 5 cái điểm hiểu biết thì chúng ta lại lấy được một công nghệ. Cái này là biết làm cung hả? Rồi ok cái lại quá xịn đi. Đây là một lợi thế cực kỳ lớn luôn. À mà mình lại chưa biết làm cung.
mà mình chỉ mới biết làm cái slinger này thôi, mà cái này là phải dùng từ da hả? Rồi, ok, thoải mái. Thiếu một khúc xương thôi mà nãy. À rồi, ok, có chỗ khấn nữa rồi. Đây. Đợi mãi dân nó không lên nữa ta. Giờ thì chặt cây được rồi. Thử cho người đi chặt cây coi nó làm sao. Chà, đồ ăn mình không biết có thiếu không ta. Nhìn lên trên kia thì không thiếu, nhưng mà nhiều lúc thì mình lại sợ là dạng như nó không có dự trữ á các bạn. Rồi, ok, ngon. Con đứa này nó khấn là được rồi, không có thiếu chỗ khấn. Máu hay cái gì thì cũng ok, ngủ nghỉ đồ cũng được. Này nó có sẵn đồ, đồ vậy là tốt rồi, nó cứ chế thôi. Ông này mặc bù so không biết sao. À, chắc thiếu cái gì đó cho ổng rồi nè. Ông thiếu ăn hay thiếu cái gì? Nhấp trúng người cũng khó nên nó lẫn với. À đúng rồi nè, ổng không được khấn rồi nè. Mấy đứa kia nó giành nó khấn với ổng. Nè thôi thì lại khấn đi, có ai giành với ông đâu. Rồi đông tới rồi. Vẫn không có nè. Cái này là à không, cái phone là mùa thu. Trời ơi, bởi nó ủa có cây nào mà thu hoạch mùa đông đâu trời. Ra đây bắt cá đi chứ. Chắc không thiếu rồi. Nó không báo đồ ăn thiếu thì không sao. Cá đang như 7 luôn mà lo gì. Rồi. Có vẻ như là chúng ta sẽ cần thêm chỗ cho mấy ông này khấn đấy. Rồi ok ok. Muốn khấn thì cho khấn thôi. À hay, có thêm người tới ở. Nhưng mà vậy dễ có rắc rối hơn đó nha. Đây mình cứ xây nhà sẵn thì nó tới nó ở với mình là ngon rồi. Đây. Ngon lành cành đào. Cố lên nào. Chưa tới lúc sửa thì không sao. Tính ra mấy cái này cũng bền là được lâu quá chứ. Này thiếu xương nữa à. Thiếu xương thì phải đi săn. Bison là con bò rừng hả? Chơi thử. Đây, dứt nó. Ngon. Đúng lúc mình cần thì nó lại tới. Rồi đây, lại mở được công nghệ, tuyệt vời. Rồi giờ tới công nghệ chăn nuôi, ấy lộn, cái này là thuần hóa thú rồi. Cái này là mình có thể thuần hóa mấy con chó. À rồi, ok, chắc để cho giữ nhà với hỗ trợ mình đánh lại thú rừng đúng không? À ông trader ông tới rồi nè, hay.
lâu có mấy ông trader tới thì cũng đỡ, mình thiếu cái gì nhờ mấy ổng bổ sung giùm. Cái gì đây? Bánh mì, có chỗ đó làm nông được rồi nha. Hay. Rồi, cũng được. Để tôi mua. Rồi coi mình có cái gì để mình bán lại nào. Mấy cái cây này của mình rất nhiều. Rồi đây. Bộ lạc của mình tính ra mới có 11 người thôi các bạn. Vậy là khá là chậm đấy. Khá là ít đấy. Rồi, thiếu xương nhiều lắm. Vẫn còn phải đi săn nữa, nhưng mà giờ cái con săn được nó đang nằm ở chỗ nào? Cái cây này nó xanh lên là sao? Mình thì đang muốn hái cơ chứ mình không có muốn phá. Đây, xúc nó, nếu mấy chú dám. Hả? À, ông này bị cái gì? Ông này bị bệnh hả? À, bị. Nhiều lúc cái sự kiện nó tới lẹ quá mình không phản ứng kịp. À, có người mới được sinh ra hay. Rồi, ok, tuyệt vời. Tai nạn do bò, con bò rừng này nó chơi xử lý hả? Rồi, ok, anh em đem thịt, đem da nó về đi. Đây. Chỗ này nó chưa cho sữa thì thôi. Cái này thì chưa thấy hư hao gì. Rồi, vậy cũng tốt, cũng tốt. Chỉ sợ là tới lúc mình muốn sửa rồi nó không hiện lên cái nút sửa thôi. Rồi, vậy thôi mà nhà nào cũng được 3 người hả? À? Đâu 12 à, chắc là nó tính theo kiểu nào đó mình không hiểu lắm. Kệ cái gì đây? À, mình lên đời rồi các bạn. Wow. À, mình sống sót qua đủ thời gian với lại mình nghiên cứu đủ công nghệ là nó lên đời. Đúng rồi, là nó nghiên cứu cái điểm, có đủ điểm hiểu biết là nó chấp nhận cho mình lên đời rồi. Ok, hay. Bảo tới. Ông này đó là đang cần được chữa trị hả? Nhưng mà giờ chữa trị bằng cách nào thì mình không biết, cái game nó chưa có chỉ. Rồi, nói chung là lên đời được là ngon rồi. Cái, có cái nào đây là chữa bệnh hay cái gì không? Cái này là làm đồ gốm, cái này là chế cung tên. Cái này là để mình biết trồng trọt chăn nuôi. Cái này là cái này như là gieo bắt đầu trồng trọt nè. Cái này là mình làm cái gì đó mình không biết. Cái này chế mấy cái tô tầm mà đồ. Cái này cũng là chắc là lấy mấy cái từ da ra thôi. Chắc là phải nghiên cứu cái này được là nó mới cho qua các bạn. Từ từ cũng thấy gần 50 phút rồi nhưng mà khoan, để xử lý cho xong vấn đề luôn đã. Bảo tới rồi. Cái này là người của mình đúng không? À, con chó hả? À, có đó, mình có thể giết chó để lấy thịt rồi thôi, có thiếu ăn đâu phải làm chuyện đó. Thôi máy đi. Đây. Gấu mới thế này nó chạy đâu nữa rồi. Đây, lại xử nó. Cho bà con cả làng đi xử nào. Ô, con này trông kinh lắm. Từ từ. Xử con gấu xong rồi lại xử qua con này. Da thì nó
đang trong quá trình làm rồi thì không nói. À đây, cái kho của mình tới lúc phải sửa chữa rồi nè. Tới bộ đôi hư phải phân nửa đó mới cho sửa các bạn. Rồi đi xử con tay giá cho anh. Ồ, có đứa đỏ máu rồi, hay giết được con tê giác trước khi mình ngủm là xong. Ông này gần dần tiêu. Rồi thế là tốt. Thế là tốt, thế là tốt. Ở đâu đây? À chắc là nãy à đây rồi, ok. Cái này nó hỗ trợ đi săn. Rồi rất tốt. Để mình mở lên coi coi mình xây được cái gì mới chưa. Nhà thì vẫn vậy, kho bãi thì vẫn thế. Sản xuất thêm được một cái, cái tành nơ là cái gì tao không biết, nhưng mà thôi kệ nó. Hình như là cái chỗ để giả gạo hay cái gì đó, đó phải. Cái này thì nó cần gỗ này á, lót mình có không ta? Cái này như mình có mà, tại hồi nãy mình có đúng cây rồi. Rồi xong. Cái này như cũng để làm da thôi. Này là làm cái để khấn, cái này là để làm chỗ chôn. Mình thì chưa có người chết nên không cần làm này. Rồi người của mình đang làm việc hết sức nhiệt tình các bạn. Kho của mình thì vẫn đang ổn, không sao hết. Mấy cái này của mình đang đầy luôn, tại nãy giờ mình đi săn nhiệt tình. Rồi đây, da của mình là cũng không lo thiếu. À có nghĩa như máu nó cũng biết tự hồi các bạn, mình không cần làm gì hết. Rồi ok, tính là mình vẫn khá là thành công đó chứ. Rồi thôi cho tập này 1 tiếng luôn đi. Rồi xong. Xuân tới rồi lại không làm gì được. Rồi khoan, nếu vậy thì đi đốn mấy cái cây này đi. Nếu là cây nào cho trái thì đừng đốn nhá. Ê con chó của mình, chó của mình không đói tới mức phải giết thịt chó đồ ăn nhiều lắm. Cái ông kia ông tới nữa rồi kìa. Đây ông tới bán cái gì. Để coi nào, mấy cái này là mình tự chế được thì mình không cần ổng, nhưng mà nguyên liệu thì có lẽ nên mua. Đây bán lại cho ổng mấy cái mình chế ra được liền gì. Thịt là tính một thì thôi không thèm. Để coi bán cho ổng rồi. Giờ cái này mình đang còn dư nè. Này 7 hả? Rồi bán cho ổng bớt mớ đi. Rồi xong cho ổng lời 1 luôn chả sao. Thu về được mớ nguyên liệu. Mắc xíu là cái này thì nó tốn của mà bao nhiêu điểm vậy?
làm sao để lên đời được ta? À, nó báo là mình lên đời được rồi. Hình như là nó đòi mình là phải 15 điểm mình mở cái này á, rồi nó mới mở ra. Tức là muốn lên được cái thời đồ đá, cái đá giữa là mình phải biết làm gốm các bạn. Mình đoán thế. Rồi từ để nó chạy xíu đã. Hoạt động của mình là đang khá là thấp đấy. Kho bãi của mình là đang đầy tới nơi rồi. Mà đầy thì đồng nghĩa gì là phải xây thêm. Mình tích trữ khá là nhiều các bạn. Rồi. Nếu đã lỡ vậy rồi xây thêm vài cái nhà đi. Không mất mát gì. Có vài đứa nó tới nó ở với mình nữa thì có nhà cho nó vô liền. Rồi nhanh. Không để làm gì đúng không? À, có vẻ giờ không thiếu chỗ khấn nữa. Bà con cứ khấn tự nhiên. Chó thì cứ để đây để nó phụ mình. À tới lúc phải đi săn nữa rồi. He he. Tuyệt vời. Rồi đây bấm cho đi nhặt thủ công luôn cũng được. Cái này là khai thác được chưa ta? Chưa. Cái này là sắt còn lâu. À hái được rồi, hái được rồi, hay quá. Cái này chưa đúng không? Cái này cũng đòi công nghệ. Cây này chặt nó đi đem về là thấy nó nằm mà nhìn trước mắt quá. Màu này là của mình nha. Mình phải đi kiếm mấy cái màu kia cơ. Nhưng mà đôi lúc nó nằm hơi xa. Đây hái mà đem về trữ có cái ăn. Đây à, hái đi hái đi. Để bấm vậy nó mới làm việc. Này thì chưa được. Nó đòi công nghệ. Mình chỉ hái trái cây được thôi. Mấy cái mà liên quan tới hạt giống này là mình chưa có làm được. Rồi xây cái này thêm là nó cho mình thêm hiểu biết rồi. Chắc phải làm ra thêm vài cái sling này mới được. Cái này mỗi cái làm thêm miếng đi, tại xương mình đang nhiều. Cái này đang trống thì đừng nên để nó trống. Rồi tốt. Cứ thế mà phát triển. Đây. Đi săn nó đi. Nè đây trái này há được nè hay. Bấm bên này coi có cái gì để hái nữa không. Đây hái đi hái đi. Trời ơi sướng quá. Đây hái tiếp đúng rồi. Cứ hái mà đem về mà tích trữ. Nhả ra nào. Đó đúng rồi cứ khấn tự nhiên. Có nhu cầu gì thì nhà đi giờ không lo thiếu. Ô lên tới 16 dân rồi hay quá. Sói tấn công hả? Đâu đâu đâu. Xúc nó. Vô tới nhà luôn hả? Thằng sói này gan vậy. Rồi giờ ráng đủ 15 mình lên đời cái nghĩ là đẹp. Rồi gần tiếng rồi. Xây hai cái này đúng là không có lo. Để coi nào. Rồi đang đầy đang đầy. Cái này chưa có gì tốt rồi. Mình lên 16 dân là tốt rồi. Làm 10 cái áo nó cũng lên nữa hả. Rồi chưa là cứ làm việc thì nó mới có hiểu biết các bạn. Tài nguyên thì giờ quá trời quá đất luôn. Mình cũng có đi đánh cá nha.
đây để chỉ đạo nữa. À, chỗ này đang không có cá, tức là phải có cá nó mới đi. À, rồi đây vậy thì mạnh dạn đi săn hai con này đi, thấy cứ săn, tại nãy ít người còn giờ nhiều rồi thì cứ nhiệt tình vô. Rồi xong. Rồi, vấn đề là câu hỏi là đó, lát nữa đất sét ở đâu để cho mình xây nhà đồ ấy. Đây lát nữa giờ đi xử hết mấy cái này cho bộ lạc làm việc nhiệt tình lên nào. Đây đố mấy cái cây gần nhà mình luôn để mà lát nữa mở rộng khu dân cư nữa. Đây kho mới nó lên rồi, ra không lo thiếu cái gì cả. Tốt, có đồ xịn rồi thì cứ tự nhiên. Cái này để đi săn chiến đấu, cái này là để chặt cây. À, rồi ok khoan, cái này là cái này hình như ít có cái nào có nè, để làm ra mấy cái cho chắc ăn. Mấy cái này giờ không cần nữa. Đây lấy thêm vài cái này. Rồi ok ráng lên, được được, mình chỉ cần 15 cái nghe hiểu biết để mình làm đồ gốm thì mình sẽ được lên đời. Bộ lạc của mình bây giờ có 16 người, điểm hiểu biết là 12. Hầu như những gì là mình có thể xây là mình đã xây hết rồi, hầu như không lo gì, thậm chí bây giờ mình còn có cả nuôi chó nữa cơ. Rồi tốt, như thế mà phát huy. Ủa khát nước rồi đi uống đi chứ mấy ông hai. Đây có thú để săn nữa đây, thời tới thời tới. Cái này là cái gì nhỉ, đồng hả? À này đồng xanh nè. À. 17 người rồi, tuyệt vời. Con gì đây? À, một con gì đó mình không biết, mình thấy mình xử trước cái đã. Hơi sai nhưng mà ráng đi. Ồ. Oh. Cái gì đi cả bầy đây? Săn liền, săn liền. Nhiệt tình vô. Rồi đấy, điểm hiểu biết lại tăng. Rồi mà đó đi thu thập về đi. Thoải mái. À, nguồn nước, nguồn thú, nguồn cây cối gì thì cứ ok. Xưa bắt đầu nhiều lên rồi. Kho của mình bắt đầu nó trống nhiều rồi các bạn. Bãi đá này thì tập kết cũng được tương đối nhiều. Cái này thì cả đống gỗ luôn chưa kịp xài. Nhưng mà giờ gỗ rồi không lo thiếu nữa. Xong mỗi cái này thêm một cái, cứ ngồi đó mà chế độ. Cái này để dành đi săn nè, săn chất lượng cao luôn á. Rồi xong thật. À nó đem về nó bỏ nhà nó trước, nhà nó đầy rồi nó mới bỏ kho, thì ra là vậy. Rồi vậy kệ, vậy cũng tốt, kệ nó các bạn, vậy ngon hơn. À ông trader ông tới nữa à, ngon. Đây ông đem theo bánh mì, cái này đương nhiên phải mua tại cái này mình làm chưa được. Thịt thì cứ mua, hay là cái gì đây, gỗ hả? Gỗ thì cả đống khỏi cần, xương thì có thể là phải mua nè. Mấy cây dao này thì thôi khỏi đi. Rồi đổi cho ổng cái gì giờ ta,
Cái này là để đi bắt cá đúng không? Đây bán cho ổng ít. Ra đủ rồi, ba cái thôi. Ngon. Mình chiên ráp công cụ, hình ra mình đổi là mình mua nguyên liệu này khá là ok. À rồi, hay quá, đủ rồi, đủ rồi. Đây. Phải có vẻ như là mỗi cái công nghệ, mỗi thời kỳ là nó sẽ có mỗi công nghệ mà dạng công nghệ gốc á, các bạn phải mua được cái đó, công nghệ đó. Nâng cấp được công nghệ đó thì nó mới ra cái công nghệ cho đời tiếp theo, nó mới lên đời tiếp theo. Ví dụ như là muốn lên được thời đá mới á là các bạn phải có được cái này để mà mình làm nông. Rồi bây giờ thì mình đã biết làm cái này rồi, giờ mình biết đào giếng luôn hả? Cái này hình như không phải làm gốm đâu mà là chúng ta đang cái này không phải làm gốm ta. Hay là mình đang công nghệ đào giếng đây, từ từ để mình xây xong cái đã rồi mình nghỉ. À bây giờ mới là lên đời nè. Hồi nãy là có một cái bộ lạc nào đó nó lên đời. Mình lên đời chung với nó. Rồi đó, bây giờ mới thật sự là mình lên đời. Rồi ok ok, đã hiểu đã hiểu. Rồi đó, bây giờ bắt đầu là mới có nó biết dùng đồng, dùng chì rồi đó. Từ nào để chụp hình lại. Hộ dân đông rồi. Rồi để xem nào, xây dựng. Những cái này thì hầu như chưa có gì thay đổi, tại mình chưa có người chết. Nhà cửa thì vẫn vậy, chưa lên được nhà ngon hơn. Cái này thì cũng y nguyên. Giờ ủa có thấy gì đâu. Chưa làm gì được mới hết mà. Phải có cái vụ đi lấy nước về nữa hả? Rồi khoan khoan, để thử coi đi lấy nước này về là sao, không hiểu. Liên quan đến chế tác công cụ coi. Chưa có công cụ nào mới. Nó đồ ăn quá trời luôn. Ăn không hết chứ bạn. Rồi mấy nuôi mấy con chó luôn. Đỉnh. Rồi cần nào nó sẽ báo cho mình sửa thôi, khỏi lo. Lên 18 người rồi. Rồi mùa đông tới rồi các bạn. Mà sao nữa? À cái này là bùn hả? Đây. Lấy cái này về để làm cái gì thì mình không rõ. Mà cứ lấy đi. Rồi đốn cái cây này nữa, xây cái nhà nữa rồi là mình nghỉ được rồi. Ok. Ủa, cái cây này đốn lâu quá vậy. Cũng phải, nó bự mà. Rồi xong. Làm mấy cái nhà nữa. Đợi dân nó tới ở với mình. Rồi xong, xây hai nhà nữa là kết thúc video ở đây. Gì đây? À rồi, có người chết vì tuổi già rồi. Một người chết vì tuổi già chắc là sẽ đem ra đây chôn hả? Rồi đây, an táng nè. À được cổng. Rồi đúng rồi, nó chôn mà nó khấn rồi nè. Rồi ok. Nhưng mà cái số lượng có thể chôn là có giới hạn nha, hình như là một cái mộ thì chôn được 4 người thôi. Rồi xây thêm được mấy cái này là nó cho mình rồi ok, tốt.
Nhưng mà mình xây nhà hơi nhiều. Nâng và làm vài cái. Này mỗi cái làm mấy cái chơi. Cái này để làm mấy cái nữa đảm bảo người mình có cái xài. À rồi nó ngồi nó than nó khóc cái này. Rồi ok tốt, mọi thứ đều ổn. Gỗ là giờ thừa ra. Cái kho này giống như là làm ra dùng cái như là mình tạo ra cỏ này là nguyên liệu nó sẽ để ở đây. Rồi xuân tới rồi các bạn. Nhưng là sống sót qua được một mùa đông là cũng cộng cho một điểm hiểu biết. Rồi đã hiểu đã hiểu. Rồi chụp hình ở đây. Rồi rất cảm ơn các bạn đã theo dõi video của mình á. Mình là Lâm Bích Hợp, hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo. Bye bye. Game này nó có cơ chế tự động lưu cũng tốt, đỡ có gì đỡ lo. Rồi mình lưu vô đây đi. Tất nhiên là lưu đè rồi. Rồi xong rút lui.